con ơi, nó không gọi gì ba, không còn trả nó, kêu là ra lên báo cho ba đấy. Ba chỉ có... Ba tên là gì? Ba tên là gì? Ba tên là dân nguyện thì dân, bị ba bị bệnh tiểu đường. Vâng. Ba bị ba ăn thiệt người mà ba khổ quá. Ba đi thả địa chỉ Thái Bình. Tôi đối xử với ba khổ quá con ơi, con lên báo cho ba đấy. Hình ảnh mà quý vị vừa xem là diễn ra tại nơi gọi là Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1, xã Dục Tú, thôn Đồng Dầu, huyện Đông Anh, do một nhóm người quay được khi họ đi đòi nhạc sĩ đường phố Tạ Trí Hải, ông bị đem đi giam giữ đêm 3 tháng 6 vừa qua. Và cũng chính từ đây thì cái tên Trung tâm Bảo trợ Xã hội được nhắc đến rất nhiều, cũng như những sự thật về cuộc sống của những người bị nhốt trong trại xã hội này được phơi bày. Qua lời ông Tạ Trí Hải kể lại với đài của chúng tôi thì ông cho biết. Nó tống tôi vào một cái hiện nay đang ở đây là cái trại đón người lang thang ăn mày ăn xin ở Hà Nội. Và tôi có phải cái diện đó, thế mà nó bây giờ nó nhốt tôi trong ý, mà thực tế vào đây thì toàn những là lang thang cơ nhỡ. Một trại xã hội khác trong phía Nam cũng được gọi là Trung tâm Bảo trợ Xã hội ở khu vực quận Bình Thạnh, là nơi mà rất nhiều những người đi biểu tình đấu tranh cho nhân quyền bị bắt về giam giữ. Tất cả những người bị bắt về đây đều nói rằng dưới hình thức là mời về, họ bị đưa về đây mà không hề có lý do. Và đặc biệt, cũng như nhạc sĩ đường phố Tạ Trí Hải, những người này không phải là đối tượng nằm trong thành phần gọi là lang thang cơ nhỡ. Một bạn trẻ mà chúng tôi xin phép được giấu tên, lần đầu tiên tuần hành vì môi trường, bị bắt vào đây vào sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 5 cho chúng tôi biết. Chị đang ngồi trong công viên, trên cái lá trong công viên, và họ yêu cầu kiểm tra giấy tờ hành chính của chị và cưỡng ép chị về công an phường Thạnh Lộc và giữ đó và làm việc lấy lời khai như thế này như thế kia. Cho đến gần 12 giờ đêm một chút thì chuyển về bên trung tâm bảo trợ xã hội thành phố. Họ lịch sự họ mời mình, họ bảo là họ có một số nghi ngờ mời mình về phường để hợp tác. Nếu mình từ chối lời mời thì họ sẽ dùng biện pháp cưỡng chế. Họ dùng từ là họ không bắt mà họ mời, mà nếu mà không đi thì họ cưỡng chế. Và tới một đội ngũ rất là hùng hậu, khoảng thì mười mấy người quay lên xung quanh mình. Một mình thì chỉ có nước mà đi theo con chứ làm gì. Một người phụ nữ có tên là Thu Nguyệt là một trong bốn người bị bắt vô cớ vào cuộc tuần hành xuống đường sáng Chủ nhật 5 tháng 6 vừa qua ở Sài Gòn. Bị đưa về, giữ tại đây, kể lại sự việc diễn ra tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội quận Bình Thạnh. Bên ngoài thì là trung tâm hỗ trợ xã hội, nhưng bên trong đối xử con người như một tội phạm. Và cho ăn uống có nghĩa rằng là nó đem cái mâm cơm tới, nó mở cái cửa ra, nó thả cái khay cơm xuống ngay cái cửa. Ở dưới đất không hề có một cái bàn, không hề trong phòng không có một cái bàn, không có cái gì hết. Nó cần giống như cho mình ăn cơm, giống như mày là chó, mày ngồi dưới đất, tao để cơm đấy, mày vô mày ăn. Nhưng chị không có ăn, chị nhìn thấy cái cảnh đó là chị không có ăn. Nhưng cái ngày cuối, cái chiều ngày thứ ba á, thì con chị nó có vô, nó khuyên rằng mọi người ở ngoài á đều yêu cầu má ăn trở lại để mà đấu tranh với họ tiếp. Chứ má không ăn má mệt làm sao mà má đối phó với họ được. Thì chiều ngày hôm đó, chiều ngày thứ ba là ngày 7 tháng 6 á, thì tôi nghe lời con tôi và tôi có ăn trở lại. Thì ngay vào cái lúc chiều đó họ có đưa một khay cơm vô. Nhưng cái khay cơm họ không có bỏ vô giống như mấy hôm trước nữa, mà họ để ở ngay cái ngoài đường đi, cái dãy hành lang. Cái dãy hành lang đường đi á, để dưới đất. Thì tôi mới ngồi dậy, tôi nhìn thấy cái cảnh đó. Tôi mới kêu cái người quản lý ở đó rằng là ngày hôm nay tôi sẽ ăn một bữa cơm tù ở trong này như thế nào, cho biết cái mùi cơm tù. Và yêu cầu anh phải mang cái khay cơm đó vào trong đây cho tôi. Đó với là sử dụng đúng độ với một con người. Và hướng một con người đi lên tốt, anh phải làm sao đó để cho người ta nhìn thấy cái cách của anh làm. Và tôi yêu cầu anh phải đem mâm cơm vào đây cho tôi ăn. Chứ ông kêu chị ra, ông kêu tôi ra ngoài, ngoài cái hành lang đó lấy cơm, cái khay cơm để dưới đất cái hành lang đó, và tôi nói rằng tôi không ra, và tôi yêu cầu anh phải cầm cái mâm cơm và đối xử với tôi như một con người, chứ tôi không phải là một con chó.
và ông ta đã phải chấp nhận cầm cái khay cơm đó vô cho tôi. Đó. Và tôi nói thẳng rằng nếu anh làm như vậy, đây chính là một cái trung tâm hỗ trợ xã hội, là một cái trại tù. Và tôi sẽ làm truyền thông tất cả về những cái việc này và hành vi tất cả các anh ở trong này lạt nộ những người trong này như thế nào. Và họ âm thầm họ đi ra. Đó là những cái mà họ đối xử với một con người mà cho rằng là một cái trung tâm hỗ trợ xã hội, đưa những con người sống dưới tệ nạn xã hội để đi lên người tốt. Nhưng họ hoàn toàn họ không làm đúng theo cái lời họ nói. Đó là những cái gì mà chị thấy được ở trong cái trung tâm đó. Thưa quý vị, theo lời kể lại của một số người bị giam giữ tại trung tâm bảo trợ xã hội, sau khi được tự do cho biết họ bị đánh đập trong thời gian ở trung tâm. Và mỗi khi có người bị bắt đưa về đây, như vừa qua thì rất nhiều thân hữu của họ đã đến trước nơi này biểu tình, đòi phải thả người. Câu chuyện Việt Nam trong tuần hôm nay đến đây là hết. Cát Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.